Ai da? Ai da? Ui, ui, mẹ đâu đây đây? Đâu chắc lắm. Lấy đây, lấy đây, lấy đây. Ai da? Mày lại nó lại cắn cho. Chào mọi người nhá. Chào. Lâu rồi anh em tôi chưa đi vào rừng. Hôm nay trời nó nắng đẹp thì anh em tôi đi vào để xem hôm nay có kiếm được gì không. Mọi hôm thì đi bằng cuốc quảng không, nhưng mà hôm nay mang theo em cún đây. Và cún này là săn chuyên nghiệp nhá. Mời mọi người theo chúng tôi nhá. Chào ơi. Đã ong này. Tìm mãi lại chả có đâu. Cái khu này là khu mới mọi người ạ, nó khá là rậm. Ôi, đẹp thế không ơi. Đúng mùa hoa. Đúng mùa hoa chim đấy. Đúng mùa hoa chim tím đấy. Tháng mấy thì quả nó chín? Sáu. Cái này mà anh em mình có thời gian mà đào về mà trồng là tốt này. Còn tháng mấy thì quả chín? Dù thời gian là có quả để ngâm rượu đấy. Đây này á, tháng 6. Tháng 6 âm lịch ấy. Thôi đi đi. Giữa tháng 7. Gọi gọi con cún đi. Tôm. Tôm đây. Cái này dặm này chắc nhiều quá đấy. Đúng như thế không mẹ? Thôi được, thế được. Nhưng mà con lấy cái này để lại. Úi. Đào đi, cái đào đào dậu, đào hẳn cái gốc ra. Con này to đấy nha. To đấy, con này được. Mày gì đầu nó thế. Đầu bị chết à. Ngoài kia. Có cửa. Ai? Nó trượt ra. Không có con gì mới chạy ra thật. Thế rồi cái con đấy. Đấy con dép con chiếu ạ. Làm gì to thế? Dép mà.
con dế thế còn là to quá. Ừ. Hất hẳn cái gỗ ra. Đây đây đây, thỏ đây. Đây đây này này này, đây. Đâu đâu có. Ăn đi. Ai sao vậy? Đấy, tao bảo mày chả để ý mà vã ra ngoài. Được. Thật rồi, đây. Đây. Đấy. Ở đây bánh tảng, bánh tảng không? Dạ, con này nhập, con này. Con này, sẵn gì? Con này, hổ mang hay là trâu? Con này, sẵn là hổ mang. Để xem tí. Sẵn gì, con này làm cái ẩu đấy. Ủa, con này nào hổ nó cắn. Cắn mày nhìn cho nó sợ. Từ từ từ, con này bổ hẳn lên rồi. Đã. Đã. Đứng ra chẳng, phóng ra chẳng. Đã này. Thật đấy, đi. Lại đi. Đầu đấy à? À, ục đằng này trắng lắm. Thế là hai con mà. Đi đi đi, người lại đi xem. Đi đi, em đi sang xem. Ui, nó đốt đuôi. Ai dạ? Ai dạ? Ui, 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 bạn đâu đây? Đầu trắng lắm. Đi đi, 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 đi. Ai chà. Đi đã. Đi chưa? Đi. Đầu đấy. Không, không, khoan, khoan, khoan. Này. Ôi, tôi. Dạ. Rồi ra là rắn đấy. Đi, đẹp không? Ai, có nhìn đầu đấy. Nhưng mà rắn này nhìn, nó chỉ chạy thôi nhỉ. Rắn này rắn lành không? Lành cái gì? Nó cắn rồi chết. Mày lại nó lại cắn cho. À, nó vẫn cứ lại này, chó riêng chó nó nhưng mà vẫn cứ lại nó tiếp cận mà. Đấy. Đấy. Nếu mà con rắn mà hạ đầu xuống thì con chó này lại gần. Chó giống chó nó cũng bản nó mà nó ghê, nó ra nó ghê nhưng mà nó không ghê. Đây mình chạm nó này xem nó quay lại. Chạm nó này này quay lại này. Đấy. Đẹp như vậy. Con này quá đẹp luôn. Đây này. Chó nó mà chó nó không chế con rắn đấy. Con rắn nó tấn công thì con chó nó chạy thế nhưng mà nó xong nó lại quay lại. Lấy cái túi để bắt anh ơi. Lấy túi để bắt đây các. Mang lên. Lấy túi mang gần này đi. Ghê lắm con này. Nhưng mà để trong ba lô ra. Ừ. Để trong ba lô. Lúc mới ba lô chạy quật chỗ nào nhỉ? Thì trên chỗ lúc ấy đây. Trên chỗ gần cái chỗ lúc này mà anh em mình đào ấy. Được con này còn ngon quá. Được con này. Mà con lâu này. Lắm tôi đi tôi mới gặp con rắn này. Thì mẹ đấy cả một hàng triệu con. Có con chứ có phải mẹ. Con nào nó con được. Nào nó màu thế này đâu. Con nào nó màu này thì còn nói chuyện gì nữa. Thế này lúc là nó nở ra trứng nó đã thế rồi hay là lớn nó mới bị thế. Nó lớn thì nó phát triển. Đây lấy túi này anh ơi. Bắt đây, để mang túi này thế. Xem thế thôi. Xem như thế là quá đủ rồi. Nào con chó kia cô mẹ thích lại đây không? Thôi thôi đừng bắt đấy, tôi ấy dồn vào nó. Chó nó thế nhưng mà đấy, rắn nó quay đi chó lại lại. Con chó nó thế. Đấy, đấy. Bây giờ đang tấn công. Đấy, nè. Đấy, mọi người này. Đấy thành quả của anh em tôi. Ok men. Con này được cổ hơn 2 cân. Đó. Con này quá đẹp rồi. 3 cân ấy. Con này phải 3 cân ấy. To thế rồi mà. Nhưng con này về chả bán được. Con này phải để lại. Con này á. Tùy cân biến. Thôi buộc vào đi. Buộc vào đi sang bên kia đi. Phải bình tĩnh. Một con rồi. Hay sang chỗ kia ông già ông bảo có chăn đi.
bơi còn sớm. Đi đi đường kia. Ừ. Đi bơi xuống lấy đồ quay lại. Ba lô con cóc rồi. Mà cái lầy mẹ nó chi rắn ở đi nó ở đây. Đây nó chạy về đây mà đi sang kia đây đây đi nó vác hộp bốn cái thuỷ tôi cầm cái lợn phẩm ông đi về đây.